cái bước đầu tiên là mình sẽ sử dụng một miếng nhựa dán nha. Thì cái miếng nhựa dán này nó có 3 loại nha anh em, loại dày và loại chung, loại mỏng. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái miếng nhựa chung này. Sau khi mà cắt cái miếng nhựa chung xong rồi thì bước tiếp này thì mình sẽ là tiến hành dán vào cái chân vịt nha. Thì anh em lưu ý cho mình dán thì mình sẽ chừa cái phần bên phía tay phải của mình lại nha. Cái phần đầu của cái chân vịt ra bên phía tay phải thì mình sẽ chừa lại. Thì đối với những cái mã hàng mà may qua những cái điểm dày á và những cái điểm đối xứng á, nếu như mà mình mà dán cái chân vịt mà nó không có đúng thì là thường nó may qua những cái điểm đó nó hay bị gãy đường chỉ và nó bị lùa nha anh em. Chính vì như vậy hôm nay thì mình sẽ làm video là hướng dẫn cho anh em cách mà dán cái chân vịt máy cửa sổ thì làm sao mà qua những cái điểm dày hoặc là điểm đối xứng nó sẽ không bị lùa nha và không gãy đường may nha. Sau khi mà để dán cái phần nhựa chung xong rồi thì bước kế tiếp mình sẽ là sử dụng cái miếng nhựa mỏng nha. Anh em thấy thì thấy rõ chưa? Thì bây giờ mình sẽ là sử dụng cái miếng nhựa mỏng này dán cái phần còn lại bên phía tay phải mình nha. Đây là cái chân vịt sau khi mình để dán xong thì bây giờ mình sẽ gắn cái chân vịt vào và chạy thử vô cái hàng cho anh em xem nha. Thì đây là cái công đoạn ráp xương này, cái công đoạn ráp xương này cái đầu vô là nó rất là dày nha. Thì sau khi mà gắn chân vịt vào thì mình may vô thì anh em nhìn thấy không, cái đường đầu vô cái đường may của nó rất thẳng nha, không bị lùa nha, điểm đối xứng của nó rất là thẳng nha anh em. Thì cái video mà hướng dẫn cái cách mà dán cái chân vịt máy cửa sổ để làm sao mà khi mình may qua những cái điểm dày nó không bị lùa và không bị gãy cái đường may của mình đến là kết thúc nha. Nếu anh em xem video cảm thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Thái nha. Hẹn anh em những video sau.